tập 26. Mấy tấn muối đấy, với giá cả bây giờ cũng không phải là con số nhỏ đâu. Cậu Hàn, cậu nói như vậy có chút đường đột rồi. Cho dù đội trưởng Honcho mất tích, nhưng cũng không thể chắc chắn là ôm Hàn bỏ trốn. Đội trưởng Honcho là tướng sĩ của đế quốc. Xin cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông Viên, được rồi. Anh Shirakawa, đội trưởng đội cảnh vệ lãnh sự quán, anh Honcho của các anh có ý định giết tôi. Chủ nhiệm Lý, tôi muốn nghe lời giải thích của Honcho. Anh Shirakawa, lô muối đó đã bị Lý Liên Sinh cướp rồi. Cái gì? Tôi nghe chưa rõ. Ông Viên, gọi điện cho đội cảnh vệ. Rõ, bảo họ cho người đến đưa cậu ấy đi. Đừng nóng lòng vậy chứ. Anh Shirakawa, Honcho có ý đồ giết chủ nhiệm sở đặc công, còn ngang ngược nói tôi cướp muối gì đó. Muối? 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 Honcho là đội trưởng đội cảnh vệ lãnh sự quán của các anh. Nếu như tôi cướp muối của anh ta thì không phải là cướp muối của anh sao? Hồ đồ. Hồ đồ quá. Lẽ nhà lãnh sự quán có tư cách buôn bán đồ dân dụng sao? Không đúng. Muối đâu phải đồ dân dụng bình thường. Anh Shirakawa, chuyện này ngài phải điều tra cho rõ ràng. Liên quan đến danh dự của anh và lãnh sự quán nữa. Ở đây là lãnh sự quán. Honcho có chức vụ ở lãnh sự quán. Điều tra về chuyện này và Honcho không cần sở đặc công các cậu đến chỉ đạo. Chuyện trong nhà của anh tôi có thể không quản. Tôi cũng không muốn quản. Nhưng Honcho muốn giết tôi thì mấy chục người của đội đặc công chúng tôi đều nhìn thấy. Dùng đội cảnh vệ của đại sứ quán hộ tống Hàn là ý của tôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối thủ của Dạng Long có rất nhiều. Tôi lo lắng sự an toàn của Hàn. Honcho nghi ngờ anh Lý Liên Sinh làm, cũng có thể hiểu được. Cả bến Thượng Hải đều biết đối thủ lớn nhất của Dạng Long là Vĩnh Hưng Long của Lý Liên Sinh anh. Kẻ cướp xe đã tự mình nói, và Lý Liên Sinh tự mình hạ lệnh. Nếu không được để kẻ nào sống sót, báo cáo. Vào đi. Anh Shirakawa, phía cảnh sát gọi điện đến nói phát hiện một xe hàng của đội cảnh vệ chúng ta ở Giang Bắc. Trên xe có hai người chết, không rõ thân phận. Tạm thời nhốt Honcho vào trong phòng giam. Rõ. Đừng vội vậy chứ. Lý Liên Sinh, đợi sau khi điều tra rõ mọi chuyện tôi sẽ trả lời cậu. Chuyện này liên quan tới tính mạng của tôi và cả danh tiếng của anh Shirakawa nữa. Anh Hàn cũng nói rồi, Dạng Phong bị cướp, Lý Liên Sinh tôi là nghi phạm hàng đầu. Nếu đã là như vậy thì sở đặc công chúng tôi cũng tham gia điều tra. Lý Liên Sinh, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Cũng được, cùng nhau điều tra. Được, cùng đi xem sao. Có mấy người đi đường phát hiện đây là xe của lãnh sự quán, dừng ở đây khá lâu. Đi qua xem thì bị dọa cho sợ chết khiếp. Mấy người này là ai? Có vũ khí? Có phải là cảnh vệ của lãnh sự quán không? Không thể nào. Hai người này
Hai người này là hai người mà sở đặc công chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm. Bọn chúng là cộng sản ngầm tại Thượng Hải. Phó lãnh sự, trong sở chúng tôi có tài liệu liên quan. Hai người này chúng tôi tìm rất lâu rồi, nhưng mãi mà không tìm thấy. Quá ra là ở đây. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn 100%. Tài liệu và ảnh đang ở phòng làm việc của tôi. Vậy chuyện này đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa rồi. Là đảng Cộng sản cướp hàng, dùng danh nghĩa Lý Liên Sinh tôi. Anh Shirakawa, nhưng làm sao mà đảng Cộng sản lại biết anh giúp giám đốc Hàn Sơn vận chuyển đợt hàng này chứ? Dù sao thì sở đặc công của tôi trong sạch rồi. Việc nhà của các anh thì các anh tự bàn đi. Đúng rồi, anh Shirakawa. Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Cẩn thận người bên cạnh anh. Cậu xử lý đi. Được rồi, hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Vậy thì về trước đi. Đưa những thi thể này đến lãnh sự quán. Lúc nữa tôi sẽ cử người kéo xe đi. Ông Viên, lên xe của tôi đi. Có chuyện gì vậy? Rất đơn giản. Đây là việc Lý Liên Sinh làm. Kế hoạch lừa trên dối dưới của chúng ta, để cho Lý Liên Sinh đến trộm Long Tráo Phụng. Không phải là trộm Long Tráo Phụng, hắn ta muốn mượn đao giết người. Shirakawa chưa chắc đã tin lời hắn ta nói. Vấn đề nằm ở đây. Shirakawa không tin bất kỳ ai. Không chỉ không tin Lý Liên Sinh, cũng không tin tôi. Vậy cậu dự định làm thế nào? Cậu biết bọn họ không? Đây là xe mà hai người này cướp. Hình như là bọn họ. Tôi thấy hình như cậu căn bản không nhìn rõ bọn họ là ai. Đã kiệt sức tìm cách thoát thân. Không, lúc đó tôi thực sự không ngờ tới sẽ có người mai phục ở đó. Nhưng thực sự tôi nghe thấy có người hét tên của Lý Liên Sinh. Lý Liên Sinh gì? Hai người này là đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản. Tôi hiểu rồi. Là Hàn Sơn. Nhất định là Hàn Sơn. Là cậu ta để lộ tin tức. Là đảng Cộng sản đã cướp đợt hàng đó đi. Cái kế hoạch mà cậu cho là không chê vào đâu được là cậu tự nghĩ ra. Cậu luôn miệng nói chỉ có hai người chúng ta biết tuyến đường. Không lẽ là cậu nói thông tin này cho Hàn Sơn biết? Không. Anh Shirakawa, tôi làm sao có thể làm việc này chứ? Cậu không thể. Vậy là tôi để lộ thông tin cho Hàn Sơn rồi. Không không, tôi không có ý này. Anh Shirakawa, tôi không biết xảy ra sơ suất ở chỗ nào. Xin anh nhất định phải nghe tôi giải thích. Honcho, tôi vốn nghĩ rằng cậu làm việc nhiều năm ở trụ sở đường sắt Nam Mãn Châu, là một nhân tài có thể tin tưởng và giao phó. Anh Shirakawa, tôi biết. Tôi đã phụ sự tín nhiệm và ủy thác quan trọng của anh. Tôi xin nhận tội với anh. Nhưng xin anh nhất định phải tin. Lòng trung thành của tôi đối với đế quốc. Theo tôi thấy, kẻ tầm thường nhưng trung thành và người có tài nhưng không trung thành đều là đồ bỏ đi. Anh Shirakawa, anh Shirakawa, anh Shirakawa. Honcho, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu rốt cuộc có biết hướng đi của đợt hàng đó không? Tôi thật sự không biết. Anh Shirakawa, tôi thật sự không biển thủ đợt hàng đó. Anh Shirakawa, anh Shirakawa, anh Shirakawa, các người thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, đừng mà, thả tôi ra. Anh Shirakawa, cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội đi.
Kỳ Kỳ, em sao rồi? Em thế này là sao? Chị dâu, em không sao. Em uống thuốc phá thai, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Cái gì? Tại sao em tùy tiện uống thuốc phá thai chứ? Tại sao một chút kiến thức thông thường em cũng không có? Em không muốn sống nữa à? Không có gì, bọn họ nói đang một lúc, qua một lúc là không sao rồi. Ngày mai đứa bé sẽ không còn rồi. Không được Kỳ Kỳ, chị gọi xe cấp cứu. Đừng, đừng mà chị dâu, đừng. Em xin chị đấy, em không thể để người khác biết em đang mang thai con của người Nhật. Không được, vậy chị đi tìm anh trai của em. Đừng mà chị dâu. Kỳ Kỳ, em không muốn gặp anh ấy. Anh ấy không phải là anh trai của em. Kỳ Kỳ, em đã uống thuốc gì vậy? Rốt cuộc em uống thuốc gì vậy? Em tới chỗ bác sĩ Lăng Băm, ông ta nói là phương thuốc cổ truyền. Kỳ Kỳ, em không muốn sống nữa sao? Em điên rồi sao? Em đừng dọa chị. Kỳ Kỳ, không sao, em không chết được đâu. Kỳ Kỳ, chị dâu, hứa với em, đừng tìm Hàng Sơn, đừng tìm anh ấy. Kỳ Kỳ, Tứ gia, sao vậy? Tại sao tôi có cảm giác có hai mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Là cậu. Sao rồi? Tự muốn tìm xui xẻo sao? Tứ gia, tôi muốn gia nhập tàu bang. Cậu còn non lắm, không sợ rơi xuống sông Hoàng Phổ làm mồi cho ba ba sao? Tứ gia, nếu như ngài không thu nhận tôi, bây giờ ngài cho tôi thêm một phát súng. Tình nhóc này, tại sao cậu muốn gia nhập tàu bang? Giết người. Giết người? Giết người nào? Giết người Nhật. Giết Hán Giang. Là một hảo hán. Lão Thất, mang cậu ta về, thay cho cậu ta bộ quần áo mới. Dân. Tứ gia, đừng hét nữa. Tứ gia đã đồng ý nhận cậu rồi. Cái gì? Tứ gia đã thu nhận cậu rồi. Nhận tôi rồi. Nào Đảm trưởng Phương, vì việc hợp tác vui vẻ của chúng ta, cạn một ly. Cậu cần biết, đây không phải việc giữa cậu và tôi, đây là việc hợp tác giữa Trùng Khánh và Nam Kinh. Xem ra tiền đồ hợp tác của chúng ta sẽ rất sáng lạn. Tôi biết anh muốn bàn việc của Chu Lị với tôi, nhưng tôi không thể ngay lập tức thả cô ấy. Lý Liên Sinh, cậu có biết kết cục của việc chưa chọc tôi là gì không? Tôi có thể sẽ cho cậu chết một lần nữa, cậu tin không? Lời này nếu Hàng Sơn nói thì tôi tin. Đừng tức giận, nghe tôi nói xong. Nói một câu thật lòng, tôi thực sự hy vọng anh ở lại cùng giúp tôi đối phó Hàng Sơn. Anh xem việc của đợt muối này là thành quả hai người chúng ta liên kết lại. Nhưng anh đã kiên quyết rời đi, tôi cũng không miễn cưỡng giữ lại. Nhưng dù thế nào cũng cần chờ sau khi đợt hàng này bán ra, tôi lấy được thù lao một phần cho anh dùng lúc đi đường. Cậu hiểu tôi, không cần tiền như thế này. Đúng đúng, không cần. Trạm trưởng Phương, không màng danh lợi, biết. Nhưng mà Lý Liên Sinh thì sao? Một người phàm tục,
Bây giờ đợt hàng này không nhìn thấy tiền tươi thóc thật, tôi không yên tâm với Hàng Sơn. Chỉ cần có anh, trong lòng tôi sẽ yên tâm hơn. Anh yên tâm, Chu Lị đã ra khỏi phòng biệt giam rồi. Tôi để cô ấy tạm thời làm việc ở số 55. Chờ đợt hàng này bán ra, đến lúc đó các anh muốn về Tân Kinh hay đi Trùng Khánh, tôi sẽ cho đi. Được rồi, Lý Liên Sinh, cậu nhớ rõ những lời cậu vừa nói. Nếu không, phía trong xương cổ của cậu có thể sẽ còn thêm một viên đạn. Từ từ hưởng thụ đi. Chủ nhiệm, hiện tại tình hình cấp bách, đợt muối này có thể bán ra không? Đây là kế quảng binh, tôi muốn giữ Phương Khôn lại dùng. Chỉ cần anh ta ở lại, Hàng Sơn sẽ kiêng dè chúng ta vài phần. Đúng vậy, chủ nhiệm cao kiến. Trước mắt đợt muối trên thị trường này còn có không gian tăng giá, chúng ta chỉ cần nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ muộn mất. Hàng Sơn, thâm thục mà tôi chịu trong lương thực và cây dầu sơn, tôi sẽ bù đắp ở đợt muối này. Tứ gia, Tứ gia, nói việc đệ hỷ Tứ gia, ông Phương Khôn đã dẫn Chu Lị tiểu thư về rồi, còn không mau mời vào. Dân dân, mệnh Phương. Tiểu Lị, chú Tứ. Tiểu Lị, cháu đã chịu nhiều ấm ức rồi, về là tốt rồi, về là tốt. Lão Thất, dân, làm buổi tiệc ở hậu viện để tạo bất ngờ cho tiểu thư. Dân. Cậu Phương, ngày mai tôi sẽ tiễn cậu và Chu Lị rời khỏi Thượng Hải. Tứ gia, tôi và Chu Lị tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi Thượng Hải được. Cậu nói cái gì? Tôi hứa với Lý Liên Sinh làm một việc. Cậu ta nói chờ sau khi xử lý ổn thỏa công việc sẽ để hai người chúng tôi rời khỏi Thượng Hải. Lý Liên Sinh, cái tên khốn kiếp này rõ ràng bị điên rồi. Tôi thấy hắn chán ghét bản thân sống lâu nên muốn tổn thọ. Tứ gia bớt giận. Tứ gia, hiện tại Thượng Hải là thiên hạ của Chu Phật Hải. Lý Liên Sinh chẳng qua chỉ là một con chó của Lý Sĩ Quân mà thôi. Cậu Phương, chúng ta không làm gì nổi hắn ta. Tứ gia, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Với lại, Lý Sĩ Quân là cấp trên của Lý Liên Sinh, ông ta rõ ràng có hỗ trợ tàu ban của chúng ta. Về mặt này, Tứ gia chúng ta nên cân nhắc. Nhìn ngó Nhật Bản nhỏ là xong đời rồi. Đến lúc đó giải quyết hắn cũng không muộn. Dân. Nhưng mà thế thì ấm ức cho hai người rồi. Nằm gai nếm mật cũng không phải là ngày một ngày hai. Tứ gia, ông đừng để tâm quá. Tiểu Lị, Lý Liên Sinh không làm khó cháu chứ? Hắn thả cháu ra rồi, nhưng hắn ta bắt cháu mỗi ngày đều phải về sở đặc công để làm gì? Người đâu? Dân. Chú Khôn, sao cháu lại ở đây? Tứ gia, cậu xem, một khi đã vui là quên luôn chuyện này. Cậu bạn này của cậu không tệ đâu. Tôi đã thu nhận cậu ấy gia nhập với chúng ta rồi. Sau này cậu ấy sẽ là huynh đệ của tàu ban của chúng ta. Tứ gia, tôi phải thay cậu ấy cảm ơn sự nâng đỡ ưu ái của ông. Khách sáo gì chứ. Lão Cửu, cậu đi dọn dẹp hai phòng cho cậu Phương và tiểu thư. Tứ gia, tôi có nơi ở rồi, không đến phủ làm phiền nữa. Vậy được, vậy cậu đi dọn dẹp phòng cho tiểu thư đi. Dân. Cậu Phương, hôm nay chúng ta nhất định phải uống hai ly vui vẻ. Được, đi thôi. Nhìn không ra, chú Khôn, chú cũng biết uống đấy. Ai bảo cháu tham gia tàu ban? Cháu tự quyết định đấy. Chị dâu cháu biết không? Sao lại là chị dâu cháu?
cháu đã trưởng thành rồi, không cần việc gì phải hỏi chị dâu. Giả lại, dù cháu hỏi chị ấy đồng ý sao? Chú Khôn, chú đừng nói nữa. Chú cũng biết cháu luôn muốn đánh giặc ngoài xâm, nhưng một mình cháu dù gì cũng thân cô thế cô. Cháu phải tìm một chỗ dựa. Tào Bang không giống như tưởng tượng của cháu đâu. Thằng nhóc này, bây giờ cháu đang chơi với lửa, cháu biết không? Làm bất cứ việc gì cũng phải mạo hiểm. Vậy chị dâu giao cho chú đấy, chăm sóc chị ấy cho tốt. Nhà vệ sinh ở phía bên kia. Cháu đi đây. Anh Shirakawa, cảm ơn. Anh Shirakawa, đợt hàng đó, hôm nay tôi đã chào hỏi thư ký của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và người bên Tổng lãnh sự. Chị nói là chúng ta nhận được một đợt hàng rải rác từ nhân dân. Nếu thế này thì phía anh Kuchuki bên đó không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào rồi. Quá tốt rồi. Tôi cũng lo lắng Lý Liên Sinh sẽ dây dưa việc này mãi không buông. Tôi đã gửi điện báo cho nội các rồi, để bọn họ báo với Lý Liên Sinh và Lý Sĩ Quần thu bớt lại một chút. Có sức lực thì quan tâm thêm một chút cục diện cuộc chiến của đế quốc ở Thái Bình Dương. Anh Shirakawa, vậy đợt hàng đó chúng ta sẽ không điều tra nữa sao? Còn nữa, sẽ xử lý Honcho như thế nào? Honcho là kẻ thế mạng không có năng lực gì. Tôi đã sa thải hắn khỏi lãnh sự quán. Dù gì hắn cũng vô tội. Vậy tại sao anh vẫn cần sa thải hắn chứ, mà không phải để hắn lấy công chuộc tội? Hắn phải có năng lực đó. Với năng lực của hắn, cơ bản không xứng để tồn tại ở lãnh sự quán này. Anh Viên, anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý khác. Anh cũng biết, cá nhân tôi rất xem trọng tài năng và sự trung thành. Anh Viên không chỉ một mực trung thành với đế quốc, mà còn xuất sắc phục vụ đế quốc rất nhiều năm. Lãnh sự quán còn có rất nhiều việc cần nhờ tới anh. Anh Shirakawa, anh quá khen rồi. Nhưng mà bây giờ anh đã có Hàn Sơn rồi. Nếu đem tôi so với Hàn Sơn, chênh lệch rất lớn. Anh thấy đấy, lần giao dịch này của cậu ấy một khi đã định thì đã lớn hơn rất nhiều so với công lao nhiều năm của tôi rồi. Anh Viên suy nghĩ nhiều rồi. Tôi nói rồi, tài năng và trung thành đều rất quan trọng. Hàn Sơn tuy có tài, nhưng về mức độ trung thành luôn làm tôi có chút không yên tâm. Vậy ý của anh Shirakawa là đợt hàng này bị cướp có liên quan tới Hàn Sơn sao? Không biết. Không thể chắc chắn. Nếu như đợt hàng này bị cướp là do Đảng Cộng sản làm, vậy thì Hàn Sơn rất đáng nghi. Tôi lại cảm thấy hai người chết đó giống như Lý Liên Sinh cố ý đổ tội cho Hàn Sơn vậy. Hắn ta cố ý ly gián quan hệ nội bộ của chúng ta. Alo. Anh Shirakawa, vậy không phải sắp tan làm chuẩn bị đến trường đón Hàn Quốc sao? Cái gì? Đến phủ của anh bây giờ sao? Được rồi, lát nữa gặp. Shirakawa, đây là báo cáo của tháng này, anh xem đi.
Đợt muối lần này tôi rất hối hận. Lúc đầu nên trực tiếp giao cho cậu xử lý. Anh dùng Honcho cũng là muốn trọng dụng hắn mà. Tôi muốn để cậu tạm thời thay thế Honcho, điều động toàn bộ lực lượng phòng bị của lãnh sự quán. Đồng thời, phía tổng bộ Hưng Á, tôi cũng sắp xếp viên tổng nhân toàn lực hỗ trợ cậu. Điều tra cái gì? Điều tra xem hung thủ thực sự sau màn kịch đợt muối này bị cướp. Việc này tôi không hề biết gì, nên không biết điều tra từ đâu. Giả lại việc này không phần thì tới 8-9 phần là Lý Liên Sinh làm. Tôi nghĩ không cần thiết ra quân ồ ạt như vậy. Truy cứu một việc đã có đáp án. Tôi cần lấy về 5 tấn muối này, không sót hạt nào. Để cậu điều động nhân viên sử dụng, phải lấy được đợt hàng này về. Hàng Sơn, cậu xem. Con trai cậu vô cùng dễ thương, tôi rất thích nó. Ngay cả cháu gái Lý Huệ của tôi cũng trở thành bạn tốt của nó. Bọn nó là bạn học cùng lớp. Vậy sao? Làm phiền rồi. Anh Shidakawa, lúc nữa tôi sẽ mang nó về. Không đâu, Hàng Sơn. Cậu xem, bọn chúng chơi rất vui mà. Để con trai cậu ở chỗ tôi mấy ngày đi. Cậu còn phải phụ trách việc lấy hàng về, cũng không thể phân tâm chăm sóc nó. Thế nào? Sao vậy? Cậu lo cho an toàn của thằng bé sao? Sao có thể chứ? Ở khắp bến Thượng Hải, không có nơi nào an toàn hơn chỗ của anh Shirakawa cả. Vậy tốt. Nhưng mà cậu cần khẩn trương. Càng lâu càng dễ thay đổi. Tôi hiểu. Sao rồi? Shidakawa nói với tôi để tôi thay thế việc của Honcho. Còn bảo tôi toàn bộ quyền chi phối của lực lượng vũ trang của tổng bộ Hưng Á tạm thời đều giao cho cậu. Ông ta muốn tôi điều tra ra đợt muối đó. Ông ta nghi ngờ cậu sao? Cái mà Shidakawa lo lắng nhất chính là đợt muối này rơi vào tay người khác. Huống hồ hắn luôn đề phòng bọn lục quân và Châu Phật Hải. Nếu như đợt muối này rơi vào tay người khác, tôi nghĩ ngay cả ngủ ông ta cũng không ngủ yên giấc. Cậu đồng ý với ông ta rồi sao? Tôi không thể không đồng ý sao? Hưng quốc ở trong tay ông ta. Cái gì? Đây là cách tốt nhất mà ông ta uy hiếp tôi. Có cách sao? Không có. Tiểu tử như cậu biết cách làm bộ làm tịch, lần nào cũng nói như vậy. Thật ra trong lòng cậu sớm đã có chủ ý rồi, đúng không? Lần này thực sự không có. Thư ký Lâm, thông báo tất cả công ty con của Dạng Long dừng tất cả việc thu mua, ngay lập tức tập trung tất cả vốn lại. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Ông tiên sinh, đi liên hệ người của chợ đen thu mua muối lậu, sau đó lấy theo giá thị trường bán ra tại các cửa hàng vận chuyển của Dạng Long. Mua vào giá cao, bán ra giá thấp. Ông Hàng, giá muối chợ đen bây giờ không hề nhỏ. Làm theo ý của tôi là được. Được. Thiên Hải, đến văn phòng của tôi một chuyến.
Chủ nhiệm, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Cậu mới có chuyện đấy. Chủ nhiệm bớt giận, ý của tôi là bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Một đợt hàng muối bình giá lớn đã xuất hiện trên thị trường. Muối của chúng ta có phải lại không bán ra được không? Bây giờ bán muối bình giá, hàng của ai? Cái này muối của chúng ta, hàng của chúng ta, muối của chúng ta. Không thể nào. Người vận chuyển hàng đã bị tôi bịt đầu mối. Thông tin này không thể lọt ra ngoài. Nhanh đi điều tra, nhanh đi điều tra, nhanh lên. Dân, Phương Khôn, xem ra tôi phải đi gặp anh rồi. Báo cáo cái gì? Hàng sao rồi? Chủ nhiệm yên tâm, hàng không vấn đề gì. Đích thân tôi kiểm kê, không thiếu một bao. Được rồi, trạm trưởng Phương một phen hú vía. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Việc này cậu biết, quỷ kế của Hàng Sơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn nên chuyển hàng đi mới là thượng sách. Bây giờ hàng an toàn rồi, một khi chuyển đi là sẽ chết người rồi. Tôi không phải là người hở một chút là giết người. Việc kinh doanh tôi không biết. Nếu như sau khi cậu bán ra hết toàn bộ muối này mới thả Chu Lị, tôi cảm thấy là cậu đang kéo dài thời gian. Trạm trưởng Phương yên tâm, hiện tại tình hình đang cấp bách. Đợt hàng này thực sự không thể bán ra. Hàng Sơn còn muốn dọn sạch đường của tôi,
đã bị tôi nhìn thấu rồi. Bây giờ tôi muốn xem cậu ta rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Được rồi, cáo từ. Tiễn anh Phương đi. Khỏi đi. Đúng là mất mặt. Bị Hàn Sơn dọa một trận. Báo cáo gì chứ? Báo cáo. Dân. 9 giờ tối hôm nay bắt đầu hành động. Hiểu rồi. Thiên Hải, cậu đi tổng bộ Hưng Á tìm ông Diên. Đừng quên nói với ông ấy những lời mà tôi đã nói với cậu. Tôi đi lãnh sự quán điều đội cảnh vệ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà kho. Được. Báo cáo. Vào đi. Ngài Shirakawa, anh Hàn Sơ yêu cầu điều động một nửa cảnh vệ của lãnh sự quán thâu đêm đi bảo vệ nhà kho của công ty Vạn Long. Tôi đến xin ngài chỉ thị. Không cần xin chỉ thị. Hàn Sơ bây giờ là người phụ trách của đội cảnh vệ. Lời cậu ấy nói cũng chính là lời tôi nói. Các cậu cứ làm theo. Vâng. Đến đây. Nhanh chút đi. Nhanh nhanh, nhanh đi. Ông Diên. Thiên Hải sao lại tới? Anh Hàn báo tôi đến dặn dò một câu. Lời gì? Được, tôi hiểu. Được, vậy tôi vừa giúp đỡ. Được. Được, mọi người nhanh một chút. Cần nắm bắt thời gian. Nhanh lên, nhanh lên. Lý chủ nhiệm, có hai thông tin. Ông muốn nghe tin nào trước? Bất phí lời đi. Nói. Thứ nhất, đợt muối bình giá lớn trên thị trường đã dừng bán. Tôi tính toán sơ bộ một chút. Tổng lượng không đến 1 tấn. Có lẽ là mùa mưa sắp tới rồi. Có một vài khách hàng đơn lẻ đang ôm hàng tồn. Còn việc gì nữa? Còn có là đội cảnh vệ của lãnh sự quán tối qua đã gấp rút tập hợp đi bảo vệ một kho hàng ở ngoài ô phía Tây của công ty Vạn Long. Trước mắt không rõ họ sẽ làm gì. Cậu nói gì? Tôi nói vẫn chưa rõ họ sẽ làm cái gì. Tôi nói câu trước. Tối qua đội cảnh vệ lớn của đội cảnh vệ lãnh sự quán tập hợp đi bảo vệ nhà kho của công ty Vạn Long. Sao rồi? Bị Hàn Sơn tính kế rồi. Hàn Sơn, tôi càng ngày càng yêu cậu rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Mang đi cho tôi. Các ông làm cái gì? Các ông muốn làm gì? Chờ chút, thả tôi ra. Chu Lệ tiểu thư, chúng tôi nghi ngờ cô trong lực lượng quân đội lẫn vào đặc công số 55. Bây giờ cần bắt cô đi. Tôi cần gặp Lý Liên Sinh. Lý chủ nhiệm đã ở phòng trả hỏi đợi cô nhiều giờ rồi. Dẫn đi. Thả ra, tôi tự đi. Chủ nhiệm, Phương Khôn đến rồi. Để anh ta vào. Chú Lị. Lý Liên Sinh, cậu muốn làm gì?
Nhìn không ra sao? Thẩm vấn phạm nhân. Cậu thẩm vấn cái gì? Tôi nghi ngờ cô ta để lộ thông tin cho Hàn Sơn. Đã lấy về 5 tấn muối ăn đó rồi. Phương Khôn, anh dây dưa với Hàn Sơn nhiều năm như vậy, tôi có lý do để tin các anh là đồng mưu. Việc cướp muối là Hàn Sơn để anh cố ý tiết lộ cho tôi phải không? Hắn muốn mượn tay tôi để giết Hoan Châu, sau đó lại vươn tay để lấy hàng về. Các anh chung một con thuyền, kết hợp trong ngoài trêu đùa tôi. Từ bây giờ trở đi, anh ở lại số 55 đối phó Hàn Sơn cho tôi. Không thì hai người các anh, để anh tới gì có thể sống sót rời khỏi số 55.